chào mọi người, chào mọi người trở lại với Giá Xe TVB 24 giờ và mình là Chi. Hôm nay Chi sẽ đến với mọi người một video, một cái số vô cùng đặc biệt mà chưa có bạn nào làm nhé. Một đơn vị dòng xe không cần trả trước tại cửa hàng Chi, tất cả dòng xe không trả trước nhé. Bây giờ thì Chi sẽ dắt mọi người theo chân Chi, mình cùng tham khảo một vài dòng xe không cần trả trước tại cửa hàng nhé. Honda Way Alpha, một trong những dòng xe quốc dân của các anh, các chú hoặc là các cô, các dì, các chị em luôn. Với mức giá chỉ từ 20 triệu thôi là mình đã có thể sở hữu cái con xe này và không cần trả trước. Một trong những dòng xe không cần trả trước nhưng mà khá là quốc dân về độ bền của máy này, về màu sắc hay là không có sự thay đổi quá nhiều trong suốt mấy năm qua thì xe của nó từ đời đầu đến đời sau thì nó vẫn là một thiết kế như vậy nên không sợ bị lỗi thời, nên là các cô chú khá là săn đón nhé. Đây là dòng xe không cần trả trước nhá, mọi người nhớ nhá, đây là một trong những dòng xe số không cần trả trước này. Ngoài ra nếu mà dòng Way Alpha này thì còn đi theo là còn có dòng Way Black này, Way RSX bên cửa hàng hiện tại vẫn hỗ trợ là không trả trước cho những dòng xe số đó luôn nhá. Và bên cạnh dòng xe này thì còn dòng xe Honda Vision. Nếu mà Honda Vision thì có một vài video sẽ là trả trước, nhưng mà ở video này thì Vision từ phiên bản tiêu chuẩn cho đến cao cấp thì mình không cần phải trả trước luôn. Con này là một con đã được lên sẵn tại cửa hàng vì khách hàng đã đặt cọc rồi và ngày mai thì khách hàng sẽ là lấy. Với con Vision này thì hiện tại là Vision từ phiên bản cao cấp. Với cái con xe này thì lý do tại sao mà có những con thì bắt buộc phải trả trước nhưng mà có con lại không, tại vì con này là ở phiên bản cao cấp thì giá cũng đã sẽ thấp hơn cho nên là mình có thể không cần trả trước. Đối với dòng xe này mình vẫn có thể sở hữu con xe này luôn nhé. Với mức giá chỉ từ khoảng 33 triệu thôi là mình đã có thể sở được cái con xe này rồi và không cần trả trước. Và nếu mà mình có thể thì mình cứ trả trước cũng được, không sao. Đi đến với dòng xe thứ ba nhé, dòng xe Winner X. Đối với con xe này thì cũng như là những con Vision ấy thì đối với dòng Winner X thì có những con xe mà mình bắt buộc phải trả trước, nhưng mà riêng đối với những con như thế này thì mình không cần trả trước. Tại vì Winner X thì nó sẽ có từ phiên bản tiêu chuẩn trở lên cho đến phiên bản đặc biệt là cao nhất. Nếu mà mình mua xe Winner X trong phiên bản từ tiêu chuẩn thì mình có thể mua xe với một điều kiện là mình không cần trả trước luôn. Ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng mình nhớ liên hệ qua Zalo của em để ở dưới nhé, 0867082520, để em có thể hỗ trợ cho mình trực tiếp về phần những cái dòng xe không cần trả trước theo như em đã tư vấn cho mình. Và bên cạnh những cái màu xe này thì đối với dòng Winner thì cửa hàng lên khá là nhiều màu sơn 3D cho mọi người luôn. Ngoài những màu zin ra thì còn những màu sơn 3D nhé. Tiếp theo, dòng xe không trả trước của nhà Yamaha. Một dòng xe quốc dân không thể nào quên đó là Yamaha Sirius. Với những phiên bản vô cùng đặc biệt này, với cái dòng xe là có nhiều phiên bản khác nhau và vô cùng đa dạng về màu sắc cũng như là màu mã này, thì với con xe này chỉ từ 19 triệu thôi là mình đã có thể sở hữu xe nếu mà mình mua tiền mặt. Còn nếu không mình mua trả góp thì như series đầu đã nói thì nó là một dòng xe không cần trả trước, cho nên là mọi người không cần trả trước đồng nào mình vẫn có thể sở hữu được cái con xe này. Và độ tuổi mua góp của tất cả dòng xe tại cửa hàng là từ 18 tuổi trở lên là mình đã có thể sở hữu con xe rồi. Vào đây, vào đây, vào đây để quay cái này này. Thì rút căm đùm này, mâm đĩa này, rồi thì rút FI nữa. Tất cả những dòng xe này hiện tại bên Chi đều hỗ trợ là mình không cần trả trước, mình vẫn có thể sở hữu được cái con xe này rồi nhá. Yamaha Sandero, một trong những dòng xe tay ga không cần trả trước. Không cần trả trước là không cần trả trước, không có gì thêm. Mọi người cứ mang theo căn cước công dân đến và liên hệ trực tiếp số Zalo được hỗ trợ thêm tiền sang xe, giảm ngay 1 triệu trên một xe và không cần trả trước, nhận xe về trong ngày. Nhớ nhá, các chị em đang đi làm này, học sinh, sinh viên có thể sở được cái con xe này rồi. Không trả trước và còn được giảm hẳn hẳn thêm 1 triệu nữa. Nhân trên lên liên hệ Zalo của em để ở dưới. Có xe cúp nữa. Đây. Dòng xe của học sinh với mức giá chỉ từ 14 triệu là có thể sở hữu được cái con xe này. Và cũng như series đầu, với cái mục tiêu chúng là video này mình sẽ không trả trước xe nào hết, cho nên là xe này cũng không cần trả trước luôn. Và từ 16 tuổi đã có thể tham gia đứng tên con xe này rồi. Và con xe này đặc biệt ở chỗ là chỉ có 50 phân khối thôi, cho nên là học sinh sinh viên mình đi học mà mình không lo bị các chú cảnh sát để ý đâu.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chị ngày hôm nay rất là nhiều. Vừa rồi thì chị đã đi qua tất cả dòng xe mà mình không chỉ cần trả trước. Nếu mà các bạn nào mình chưa xem xong thì mình có thể quay lại để mình có thể xem lại từ đầu nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chị ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.